Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Theo công văn 140 ngày 4 tháng 3 năm 2021 và công văn 157 ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 và đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được phổ biến quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nghe tiểu sử tóm tắt của đại biểu được giới thiệu ứng cử, với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri cơ quan văn phòng Tỉnh ủy đã bày tỏ ý kiến, đại biểu đã đáp ứng rất cao các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 100% cử tri cơ quan văn phòng Tỉnh ủy đã biểu quyết đồng ý giới thiệu đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 và đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri cơ quan văn phòng Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân, tham gia đóng góp đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của quê hương.